Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Và mọi người mua hàng liên hệ thông tin ở trên màn hình ha. Số điện thoại nè 0348 30 843 ha. Gọi mà không bắt máy được á, thì mọi người nhắn tin giùm em ha. Rồi, khách hàng mới bên em thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha. Rồi mình gửi hàng. Rồi, giá trên đây là chưa bao gồm phí ship. Chuyển khoản cũng chưa có bao ship nha mọi người. Em không có bao ship. Phí ship rất là rẻ, bên Viettel em gửi thường rất là rẻ, không có cao. Rồi, khách mua hàng quen rồi thì mình có thể ship COD ha. Ship COD rồi nhận hàng cũng được. À, rồi hôm nay là video có mã là 247. Rồi mọi người chưa đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký ha, để nhận được mấy cái video mới em đăng lên thì nó sẽ thông báo gì cho mọi người biết ha. Đăng ký kênh. À, đầu tiên giới thiệu cái đây là cái bình giữ nhiệt di động ha. Bình giữ nước sôi di động. Tại vì nó nhỏ gọn ha, có thể bỏ ba lô đi dạo ngoại. Rồi bình này dung tích nó chứa là 0.75 lít ha. Đây, tiêu chuẩn của Nhật nè, 0.75 lít. Của Mitsubishi. Mitsubishi Moto nha mọi người. Là nó sản xuất cho mình đi xe mô tô đi này đi kia mình bỏ theo ha. Made in Japan nha. Đó, bên trong còn rất là mới luôn. Đó, đó là cái bình thủy để chứa nước sôi ha, giữ nhiệt. Giữ nước sôi. Rồi ở đây nó có hai cái mũi tên nè mọi người. Hai cái mũi tên này là để báo hiệu cho mình biết cái chỗ nước nó chảy ra ha. Vặn kính lại rồi mình muốn lấy nước mình nhấc nhẹ nó ra ha. Rồi chế theo cái hướng mũi tên nó ra nước, cái rãnh đó nè, cái rãnh nó ra nước nè ha. Rồi kích thước nó là 30 cm ha, đường kính 10. Vỏ nó bằng bằng kim loại nha mọi người, cái vỏ nó bằng kim loại nè ha. Có vài chỗ nó bị cấn mớp ha do vận chuyển đó. Rồi cái bình này mã số 1 nha, 350.000. Rồi tiếp theo là em về tiếp cái con len, con len của máy chụp hình nha, len phim, len máy phim dùng cho bây giờ, dùng cho mấy bác xài máy kỹ thuật số. Mình vô máy kỹ thuật số qua cái ngầm chuyển. Len này là 135 3.5 ha, C-Pen nha, hộp da, nguyên hộp da của Minota. Đây hộp da có dây kéo nè, cái hộp không nó cũng rất là đẹp luôn ha. Ở đây là cái hút, quá đẹp luôn. Đây. Minota ha. Đó. Kính lớp có tích còn rất là đẹp nha. Made in Japan, MC Tele 135 là cỡ Tele nha. Chụp chân dung rất là đẹp luôn. Chụp chân dung, chụp chim chóc rồi. 135mm F3.5. Đây cái này là ngàm MD mọi người. Ngàm MD ha. Mọi người muốn chuyển qua net thì mua ngàm bên ngoài ha. MD qua net là nó ra cho máy Sony ha, kỹ thuật số.
hoặc là Fuji cũng có, Mana cũng có ha, Canon cũng có, giờ nó có bán hết. Nè, lấy nét nè, vòng lấy nét nè, này khẩu độ ha. Cái này nó có, con này nó có khuyết điểm tí là cái lá khẩu nè mọi người nhìn kỹ ha, nó rất là đẹp mọi thứ hết nhưng mà cái lá khẩu nó hơi xấu tí nè, lá khẩu đó với lại là có bụi ha, chắc chắn có bụi rồi, chung lên xưa giờ xài nó phải có bụi, nhưng mà chụp lên hình không có gì hết nha, lên hình hình rất là đẹp không có bị ảnh hưởng. Này, cái lá khẩu đó cũng không ảnh hưởng nha, cũng nhảy khách tết nè. Con len này rất là đẹp luôn á, nó như là như mới như ít xài lắm, nhưng mà nó để sao mà cái tình trạng nó bị cái lá khẩu nó xấu nè. Đó, kiến nè, không có chạy. Nắp chụp đồ zin hết nè ha. Cái hốt che nắng cũng zin luôn nha mọi người nè. Xài hốt gắn vô ha. Chụp ngoài giờ trời á, không bị ánh nắng nó xuyên quá ha. À, hộp da nè, full da bên trong lót nhung ha. Rồi con len này mã số 2 700.000. Rồi tiếp theo là cái túi, đây là cái túi đựng dụng cụ đồ nghề này kia nha mọi người, nó có cái móc treo để treo vô cái hắt lưng mình nha, đây móc vô hắt lưng ha, dây rút lại, rút là rút cái này nè mọi người, bỏ đồ vô đây rồi xong rồi mình rút lại ha, chứ nó không có cái nắp dạng nó là rút vậy, rút nhanh, nó rút lại rồi nó đầy ra ha, đầy ra. Đây có dây đeo thắt lưng luôn nha, xài móc hoặc là đeo thắt lưng cũng được. Rồi mấy đường này chỉ phản quang nè ha. Rồi bên trong có nhiều ngăn nè, có một ngăn đây nữa ha. Rồi ngoài ngăn nữa, ở đây ngăn nữa, rồi ngăn này đựng hơi đựng bút viết ha, dụng cụ cũng được. Đây ngăn nhỏ nữa. Ở đây một cái khe. Đó. Rồi kích thước nó là 20 ha, 20 x 15. Rồi, cái túi đeo thắt lưng này có mã số 3 ha, 200.000. Rồi số 4 là cái micro ha, micro của Nhật, Japan sản xuất nha, Dynamic Victor, thương hiệu là Victor ha, test ok rồi nhưng mà còn nhận hát ok luôn, mic đầu vô 6 ly nè, nhân 60 ly ha, mic thu âm ha 60 ly, dây nè nguyên zin luôn, để bàn nhỏ gọn nha. Rồi cái mic này 400.000, mã số 4 nha. Số 5 cây cờ lê mở nhanh, mở ốc hoặc là ống nước ha. Đây
Loại này mở đồ cứng đồ nặng nè. Mới tinh chưa xài. Mở ống nước hoặc là ốc ha. Ốc có thể mở là 23 đến 32 mm ha. 23 32 mm ha. Rồi thép nó làm rất là dày nha mọi người, là thép dày hơn phân luôn. Nên xài nó rất là cứng, bền. Mở nhanh, không có cần mở lớp kìm. Đó, mã số 5 200 ngàn. Rồi tiếp theo là con mở mở mắt sơn xe đạp ha. Rồi, cảo mắt sơn xe đạp Shimano, hãng đồ xe đạp luôn, Shimano Japan. Đây, nguyên viên còn rất là đẹp. Mũi cái đầu ti cảo này nó còn quá đẹp luôn, rất đẹp nha. Kích thước rất là nhỏ gọn, mã xe đạp mà ha. Mã số 6 nha, 250 nha. Số 7 là bán hai cái lưỡi dao mini nè ha, hai lưỡi dao mini luôn rồi. Một lưỡi của Seo thương hiệu dầu nhớt của Japan ha. Seo như thương hiệu của châu Âu không phải không Japan đâu. Seo của châu Âu mà. Rồi có khắc logo cái hình cái vỏ sò ha. Seo. Một con dao gấp. Với một con dao đa năng ha. Đa năng này của Trung Quốc xuất ha. Đây, nó gồm có kéo và lưỡi dao và lưỡi dùng móng tay ha. Đó. Và cây đây là cây cái tăm ha, cái tăm với lại một cây nhíp cũng rất là đầy đủ luôn. Rồi móc chìa khóa. Rồi bán hai cái này chung bộ luôn. Mã số 7 ha, 200 ngàn. Hai món. À, tay lọng nè, đây có về cái tay lọng nè. Tay cưa lọng nè. Cho mấy bác làm đồ mỹ nghệ mini đồ ha. Mini handmade đồ nè. Engineer, tay này của Nhật, Engineer. Tùy chỉnh nhiều hướng ha. Có thể chỉnh cái cần này ngắn lại luôn nè. Rồi kẹp lưỡi mình kẹp vô đây ha. Đây, nới cái này ra kẹp lưỡi vô. Lưỡi ở Việt Nam mình có bán nha mọi người. Lưỡi cơ lộng này rất là nhiều. Có những vùng chuyên sản xuất và sử dụng cái này nữa. Như Bình Dương á, người mấy cái làng người, lòng mỹ nghệ họ dùng cái này không nè ha, sẽ có lưỡi này rất là nhiều đó. Hoặc là những chợ kim khí cũng có bán cái đồ này ha, cái lưỡi thì tất nhiên mình phải xài nhiều rồi, tại vì mỗi lần xài một cái lưỡi cưa được không có nhiều đâu. Trước em có xài cái này em biết cưa, ví dụ gỗ mỏng mỏng á, vài ly á, hai ba ly ha, cơ một lát một xíu là hai cái lưỡi ha. Làm nói chung phải mua nguyên bó lưỡi vậy, nó bán chục vậy ha, về gắn vô rồi sử dụng. Cái tay này là của Nhật ha, tay Việt Nam nó rất là yếu, nó yếu mà nó kiểu nó yếu lắm. Này nó cứng cáp, rất là cứng nó cần cái dây ra thì mới dễ sử dụng ha. Ở đây chỉnh cái gao vô của cái lưỡi này.
hoặc là chỉnh trên đây cũng được nha. Đó, có hai chỗ chỉnh luôn. Rồi, kích thước tối đa của nó nè, cái lưỡi là 14 cm ha, 15 cm á, vô. Rồi cái khoảng không này là 13. Rồi mã 8 ha, tay lọng 200.000. Rồi số 9 nè. Số 9 mình bán 3 cái quạt mọi người. Đây 3 cái quạt ha. Giới thiệu từng cái nha. Có một cái bị hư ha, cái này cắm điện nó thấy nó, giới thiệu cái này trước, cái này chết là bán sát đi ha. Chung kèm sát vô bán chung 3 cái. Cái này là nó cắm điện vô nó nghe nó giật 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 nó ha, điện 220 ha. Cái hàng này là Made in Japan, nó sản xuất tiêu chuẩn cho nước ngoài ha. Nè. Made in Japan nè ha. Điện 220 40W. Đây. Cái quạt nó mở ra được nè. Mọi người thấy đồng nó còn nguyên ha. Không phải bị cháy. Nghĩ là do cái cục đây nè, cái cục đề của nó không có đề lên được. Cắm vô nó è ha. Rồi bán vô bán rồi hở vọc vạch sữa ha. Rồi để lấy em gắn cái cánh lại. Rồi sát ha. Rồi cái này là Made in Japan. Điện 12V ha. Bình ắc quy á, chạy ngon lành, im ru mạnh. Cái này thì trước về bán hoài à. Cái quạt này nè. Trước nó thường về cái quạt này đó. Rồi cái này 24V ha, chạy luôn. Chạy ok luôn. 24V nha. Bình 24 ha. Bình chạy là dây đây, dây này nè. Dây đỏ với dây đen nha mọi người. Dây xanh này bỏ đi. Đó, dây đỏ dây đen nha. Này nó rất tay mà cũng của Japan đó. 24V. Này cái chiều quay của nó nè, nó có để nè. Và nó sẽ quay qua hướng này ha. Và gió nó thổi qua hướng này. Đó. Rồi, 1 2. Đây ba cái quạt nha. 1 2 3 cái quạt. 400.000. Bán chung 3 cái ha. Mọi người chú ý. Cái này 12V ha, cái nhỏ là 12, cái lớn này 24 ha, cái này là chết. Coi như bán như kèm sát vô là 400.000. Rồi mã số 9 400.000. Rồi tiếp theo về chân máy chụp hình nữa nè. Chân này nhôm, chân nhôm. Chân này dạng cũng chân khá là bự, trung bình ha. Đặt được máy bự. Cái chụp quay nó rất là êm. Quay này là ok. Đây, cái chân này nó vặn nhanh nha mọi người. Nè.
Đây có nghĩa là gạt cái cần này nó sẽ tự động nó siết cái chân vô ha. Đó. À đây. Cái này sử dụng như vậy ha. Đây, cái này mình sẽ vặn vô máy của mình ha. Nè. Nè cái đầu mồng tư nè. Rồi mình lóc vô máy đi. Chân máy mình có mồng tư. Hoặc là xài điện thoại thì nó sẽ có cái giá đỡ trên đây điện thoại ha. Mua 15 20 ngàn ngoài tiệm điện thoại rất là nhiều. Cho vác điện thoại còn nguyên zin nó xài cho máy chụp hình ha, chân mồng tư. Rồi vặn vô máy đi. Rồi ok. Rồi cầm cái máy ha. Cầm máy đặt lên đây ha, bỏ vô. Cạch vô. Đóng lại xong. Ha, và nó khóa. Đó. Mở. Khóa ha. Rồi đây mình có thể nâng chiều cao lên. Nới ra, làm người ta quay lên ha. Rồi cái con này đặc biệt nó có thêm một cái bộ phận ở dưới đây để gắn máy luôn nha mọi người nè. Mọi người xem đầu mồng tư dưới đây nè. Con này rất là đặc biệt nha, mồng tư dưới nè. Có thể tháo rời ra, xoay tùy hướng. Đó, con này quá độc luôn. Còn rất là mới. Nè, đủ mới nè. Đây, Made in Japan sản xuất nè. Rồi tay quay nè. À, để đo chiều cao nó lên ha mọi người. Đây chiều cao khi mà đó kéo ra đó nó như vậy ha. Rồi để đo. Rồi chiều cao nó khoảng hơn 1m1 ha, 1m50 đi. Rồi, 1m50 luôn rồi. Đó, kéo dài ra nó dài nữa ha. Full nhôm hết nha. Này, mình nhôm luôn rồi ha. Nhôm kim loại, nhôm hợp kim á, cũng khá là cứng. Rồi, thu gọn lại mọi người, bật hết cái này rồi ha. Bật ra, bật vô, rồi chống ngược hết ra. Để rút xuống đó nhìn nó nhanh hậu cần nó vậy ha. Rồi khóa lại xong rồi. Ở đây nó có cái đồ để dặn ra, nó dặn làm gì đây, như dặn để đảo chiều máy. Cái cây trục ở giữa mình có thể đảo ngược lại ha, nó ngược lại cho cái máy nó hồng xuống đây ha, rất là hay. Hồng xuống sát đất. Hoặc là bắt hẳn cái máy, chân máy xuống đây luôn ha. Nè, máy nè. Này bắt được cái máy luôn nè. Rồi, cái này thu gọn lại còn có bao nhiêu cm. Rồi, thu gọn lại còn 45 nha mọi người. Còn 45. Rồi bộ chân này mã số 10 nha, 900 ngàn. Chân thương hiệu của Q Japan. Độ mới còn rất là cao. À, chân nó nè. Chân gần như chưa xài. À, nếu xài sẽ thấy nó chạy không ngực. Này chân cao su nè. Su dẻo. Rồi cuối cùng cái chân, đây giới thiệu cái chân
Vebon ha, Vebon carbon nha mọi người. Chân này giá nó cao. Loại này carbon, nó ít gặp mà nó xài nó tốt mà nó bền. Đây là cái chân, đằng này là cái túi. Đây. Carbon hàng này để đặt máy bự mọi người ha. Tải máy bự cũng được. Máy máy bắn chim cò rồi. À, nó có một cái dây đeo nữa nha. Đây, dây đeo của Vebon. Dây đeo của Vebon đeo cái chân này ha. Mình rút cái chân này vô dây rồi mình đeo ha. Nè. Đó, xíu lại rồi. Hai đầu mình đeo lên đeo ngang vai mình. Rất là tiện. Rồi. Đây, cái chân nó khi mà rút gọn nó như đây ha. Còn là khoảng 50 cm. Đây chân Vebon carbon nha mọi người. Hiệu Vebon. Vebon Nhật của chân nó chất liệu là carbon. Nên nó khá là nhẹ so với mấy cái chân mà bằng nhôm ha. So với chân bằng nhôm mà chịu lực. Carbon nó vừa chịu lực cao mà nó được cái là nó nhẹ. Nó hay nhấc đi đâu cũng được. Rồi cái chân này tổng trọng lượng nó là 1.4 kg luôn rồi ha. Nếu mà so hàng tải nặng mà cái chân cỡ này á thì khoảng 2 kg hơn ở dưới. Đây chân này dạng tải nặng nha. Mình thấy cái tay nó khá là mập nha. Rồi cái nắp ở đây mình có thể điều chỉnh để cho nó hạ sát đất cũng được luôn nha. Nè. Điều chỉnh cho nó hạ sát đất nè. Mình gạt cái nút này lên ha. Đây nó có cái nút này, gạt lên được xuống nè. Gạt lên rồi mình bung chân ra. Rồi nó sẽ nó hạ cái càng tối đa luôn. Đó. Mọi người hiểu ý không? Đó. Nó nằm dài sát dưới đất ha. Để mình chụp mấy cái cảnh nó hấp. Chưa, tải rất là nặng mọi người. Chân này tải máy là bao la luôn á. Máy bự cái nào cũng chơi được hết. Cầm rất là đã, nhẹ. Rồi, giờ đo chiều cao đó. Cái chân này á nó có nó đang sử dụng cái đầu là của Kiêu ha. Nè, cái đầu này mở nhanh luôn. Cái đầu kêu ha, đầu kêu rất là nhẹ nè. Quay cũng êm nhẹ, quay vòng vòng. Khóa, nhanh, gọn, nhỏ. Cái đầu này cũng mở nhanh luôn nè. Đây mình gắn vô máy ha, gắn vô máy cũng chân 14 luôn nè ha. Gắn điện thoại thì mua cái bát chuyển 15-20 ngàn ngoài tiệm á. Rồi vặn vô là kẹp cái điện thoại được. Rồi bây giờ mọi người gắn vô máy rồi đó, cứ để vô ha. Bấm xuống là nó khóa rồi luôn. Rồi khỏi cần gạt này luôn, nó tự động nó bật vô ha. Đó, rất là hay nha. Rất là nhanh. Cứ đặt máy vô là nó dính. Rồi mở chân ra mọi người lắc cái này ha. Lắc này ra. Đó. Lắc ra là nó dài ra. Còn vô là nó siết. Đây, khá là dài luôn nha. Chân này chân dạng chuyên nghiệp rồi. Nó chiều cao nó rất là ok. Dùng máy bự nên chiều cao nó khá là ok luôn. Ngang tầm mắt mình đó. Rất là dễ chụp hình.
Rồi, để bung ra luôn. Đây. Chân khi mà bung nè mọi người. Cao lắm nha. Đó. Nó có 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt ha. Rồi ngang tầm mắt mình luôn, đặt máy vô ngang tầm mắt luôn, khoảng 1m38 ha. Chiều cao nó 38m4. Đặt máy lên là ngang tầm mắt mình nhìn. Đó. Rồi xem chân ha. Bên trong à. Cái nước sơn còn ok. Chân mà xài mà dày một chân cũ mà nó carbon ha. Xài nó còn nước này thì ok. Còn quá ok. Rồi cái chân ở đây mọi người. Cái đầu ở đây á nó có hai chức năng ha. Để mở ra. Này khóa lại ha, nó thu gọn lại. Rồi nè, em cho mọi người coi cái chức năng này đi. Đây là cái đầu mồng tư ha. Nó đang bị cứng quá. Chung là dặn cái đầu này ra mọi người sẽ có một cái đầu như vậy luôn, nhưng mà đầu 3/8 ha. Là mọi người xài cái máy, mấy cái máy mà dạng máy cân bằng laser đó cũng được luôn ha. Nói chung chức năng này nó phụ thôi. Mấy bác nào có xài máy laser mới xài tới cái đó ha. Còn chụp hình quay phim đồ thì cái chân mồng tư này ha. Vặn đây nè. Vặn cái này ra ha. Nó hai mặt, đó hai cái cốt dài vậy ha. Đảo lên là nó vậy ha. Đây có thể nâng cao lên được một tí nữa nè ha. Đó, cái này nè, xếp cái dưới lại. Đầu đầu này cũng bằng kim loại ha, rất là chắc chắn bền. Okay. Rồi. Nó có cái túi zin của nó luôn nha, túi carbon nè. Mà túi này nó bị gắt chỗ này ha. Nên mọi người xài phải may lại. May chỗ này lại thì giữ được cái túi zin. Túi zin nó rất là tốt. Nó có cái lớp chống nước nè. Lại này dây đeo. Rồi, cái bộ carbon này bán là mã 11 ha, 1.800.000. 1.800.000.
Rồi em kết thúc video này ở đây. Cảm ơn mọi người.